Trường hợp nào để gây tổn thương cột sống và chúng ta có những phương pháp nào để bảo vệ cột sống khỏe mạnh? Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Luông, phó trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ để cùng tìm hiểu về những vấn đề này. À, Phương Nguyên xin chào bác sĩ Luông ạ. Chào Phương Nguyên. Dạ thưa bác sĩ Luông, trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về chấn thương cột sống cổ và lưng. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về vai trò của cột sống. Bác sĩ Luông có thể chia sẻ cho quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, thì cơ thể của chúng ta thì ai cũng phải có cái cột sống. Thì cột sống này nó có vai trò như là một cái hình trụ giữ cho cơ thể luôn đứng thẳng. Thì ngoài cái nó còn liên tiếp với các cơ quan khác để tạo cho cơ thể hoàn chỉnh và hoạt động linh hoạt, thoải mái. Trong cột sống nó có một cái cơ quan quan trọng nhất, đó là tủy sống. Thì tủy sống này nó giúp cho mọi vận động của cơ thể, nó dẫn cho chúng ta đi đứng, hoạt động và vui chơi thoải mái. Đối với cột sống, cái trường hợp mà cột sống mà dễ chấn thương, trường hợp dễ chấn thương cột sống nhất là cái tai nạn lao động. Thì những cái bệnh nhân không có bảo hộ lao động đúng quy định. Cái thứ hai là do tai nạn giao thông, thì bệnh nhân không tuân thủ cái luật giao thông thì dễ xảy ra tai nạn, cũng chấn thương cột sống. Cái trường hợp thứ ba nữa là do tai nạn thể thao, những vận động viên quá mức, cử tạ quá mức, hoặc là một cái tổn thương nhảy cao không đúng tư thế. Ở người thì có ba cột sống được chia thành ba đoạn cơ bản, như là đoạn cột sống cổ, cột sống ngực và cột sống lưng. Thì trong cái tổn thương hay gặp nhất là cột sống cổ và cột sống lưng. Thì thường nếu như đối với cột sống mà ngực trong cột sống cổ thì nó chia ra làm hai đoạn nữa là cổ cao và cổ thấp. Nếu bệnh nhân mà chấn thương ở cột sống cổ cao thì nó gây ra hậu quả là bệnh nhân có thể là tử vong ngay tại chỗ. Nếu chấn thương cổ thấp thì nếu có tổn thương tủy, nói là tổn thương tủy sống trong cột sống, thì bệnh nhân có thể gây ra liệt hoàn toàn tứ chi. Đối với cột sống lưng thì bệnh nhân tùy theo mức độ tổn thương của tủy sống thì gây ra là một cái liệt hai chi dưới. Như vậy thì để bảo vệ cột sống của chúng ta được khỏe mạnh thì theo bác sĩ Luân sẽ có những lời khuyên đối với quý khán giả của chương trình như thế nào? Đối với cột, để được bảo vệ cột sống khỏe mạnh thì trong cái tai nạn lao động chúng ta nên là bảo hộ lao động đúng cách, đúng quy định. Trong tai nạn giao thông thì chúng ta phải tuân thủ cho nghiêm chỉnh chấp hành cái luật lệ giao thông. Trong cái sinh hoạt thể thao thì chúng ta sẽ chơi thể thao đúng mức và vừa phải. Và khi một người mà có vấn đề chấn thương ở cột sống rồi thì cái việc điều trị như thế nào để có thể phục hồi lại tình trạng ban đầu? Thì đối với tùy theo cái mức độ tổn thương của cột sống sau chấn thương, mức độ nhẹ thì chúng ta điều trị là cho bệnh nhân chỉ nằm nghỉ ngơi tại giường, xong đó mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân một cái vận động nhẹ nhàng. Còn nếu một cái trường hợp mà tổn thương mà nặng mà có chỉ định phẫu thuật thì ở đây chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân là làm cứng lại cái đốt tổn thương đó và phục hồi lại cái tủy sống. Nhưng mà tiền phục làm cứng để cho bệnh nhân có thể ngồi, chưa tổn thương tủy hoàn toàn thì cái tỷ lệ phục hồi nó là rất thấp. Ngoài ra thì hướng dẫn bệnh nhân sẽ đi đứng nhẹ nhàng hơn, sẽ tránh chấn thương tái lại, tránh chấn thương lần hai. Thì đối với những cái phẫu thuật nặng thì sau mổ thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân nằm tại giường để chăm sóc vết mổ và cố định lại và hướng dẫn bệnh nhân tập vật lý trị liệu thêm. Thì cần vật lý trị liệu nhưng mà cũng phải tái khám để theo dõi đánh giá hồi phục của tủy sống như thế nào. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Lưu, và đó cũng xem như là những lưu ý đối với các bệnh nhân để có cái hồi phục được tốt hơn, phải không ạ? Dạ, vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Tấn Luông, phụ huynh hy vọng đó sẽ là những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn về chuyên đề tổn thương cột sống.